chỗ đâu cản đường người ta đi dập. Hôm trước thầy anh đi dập rồi. Hãy cộng giúp. Hai lao lại đâu ra? Rồi với hai thằng nhau bảo là xin nó luôn. Đây đó, đi mau đó. Mà để ra rừng thông này mà không kịp thời là nguy hiểm lắm. Tới, quỳ tới còn chạy này. Đưa đỏ luôn hả? Như ăn ủa, ăn ủa đấy là bắt đầu ăn chạy thành được ngon đấy, kiểu ăn khô dâu đó mà, ăn khô khô cái liền. Dân quân từ về với chị mô cả hả? Hết chứ? Dân quân từ về đây kiềm lắm. Thì qua trong nhà đừng quay gì im rồi.